Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hàn Úng Guitar. Ngày hôm nay chính là số giải ngũ công nghệ đầu tiên. Đây là nơi bọn mình sẽ tổng hợp những câu hỏi của các bạn ở trong tuần vừa qua và sẽ đưa lên chương trình này để cùng bàn luận và giải đáp. Một phần nhỏ ở trước phần giải đáp chính là phần tổng hợp tin tức công nghệ cũng như là tin về game thủ trong tuần vừa qua. Thế nên là bạn nào muốn nghe đến phần giải đáp của mình thì hoàn toàn có thể dở dưới dưới phần miêu tả bên dưới video và skip đến đoạn giải đáp công nghệ thì chúng mình sẽ cùng nhau bàn luận và giải đáp những câu hỏi đó. Và bây giờ đầu tiên sẽ là những phần tin vắn về game công nghệ trong tuần vừa qua. Tin đầu tiên một chút về game. Đầu năm 2020, lượng người chơi và cả streamer của tựa game nổi tiếng PUBG đã thụt giảm một cách nghiêm trọng. Theo thống kê của Steam thì số giờ chơi đỉnh điểm của tựa game này đã giảm rất mạnh và chỉ bằng một nửa so với người anh em CSGO. Không chỉ người chơi mà ngay cả những người sáng tạo nội dung và các streamer cũng lần lượt từ bỏ PUBG trên Twitch và chỉ còn xấp xỉ khoảng 1.000 kênh liên quan đến tựa game này. Các lý do được viện dẫn ra có thể là dựa game bị hack quá nhiều, những cái phần chơi nó không có được gọi là thu hút người chơi nữa và những cái gì mà nhà làm game PUBG hứa thì họ đã không làm trong thời gian vừa qua. Đây là điều khiến cho game thủ rất thất vọng. Còn theo bạn thì tại sao PUBG lại xuống dốc một cách không phanh đến như vậy? Hãy để lại ý kiến của bạn phần bình luận bên dưới. Adorable Home đang là một tựa game cực kỳ hot trên mạng xã hội hiện nay khi mà nhà nhà người người tải và chia sẻ những tương tác thú vị trên Facebook và Instagram. Theo thống kê thì chỉ trong vòng vẹn một tháng thôi thì lượng tải về trên Google Play đã đạt đến mức 10 triệu. Tựa game này giúp bạn xây dựng một cuộc sống gia đình trong mơ với rất nhiều tương tác mới lạ. Và theo các bạn thì tựa game này có sống thọ được hay không? Hay nó lại lâm vào vết xe đổ của những tựa game theo trend ngày xưa? Các bạn hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới. Tin tức cuối cùng sẽ liên quan đến PS5. Mới đây thì Sony đã hé lộ PS5 sẽ được trang bị một bộ vi xử lý Ryzen thế hệ thứ 3, đi kèm với đó là một card đồ họa cũng được chỉnh sửa từ dòng Radeon 5000 series. SSD cũng sẽ được tích hợp ngay từ đầu nhưng chưa rõ chính xác thông số cũng như là cái dung lượng của nó sẽ là bao nhiêu. Sony cũng xác nhận PS5 sẽ hỗ trợ người chơi ở trên độ phân giải 4K và độ gọi là làm tươi lên đến 120Hz. Và vừa rồi là một số tin vắn về game và tin công nghệ trong tuần qua. Đến bây giờ là phần trả lời câu hỏi và trở cho phần này thì chúng ta xin được chào đón một nhà máy tính học, một người đã sử dụng máy tính rất lâu năm, đó là anh Trần Tất Đạt. Ok, xin chào anh. Anh chào vừa lượn đâu về đấy? À, tôi rất là 2 tuần vừa qua là tôi bận đi du học. Tôi đi du học từ Liên Xô tới Mỹ cơ. Okay. Và tôi đang về với cái bằng là giáo sư tiến sĩ học. Nhưng mà tôi vẫn sống và làm việc theo cái tôn chỉ đó chính là 5 điều Bác Hồ dạy. Nên okay. Là anh bảo tôi là tiến sĩ hay giáo sư máy tính học lâu năm nghe nó hơi bất bình thường quá, cứ gọi tôi là Đạt cho nó thật quen. Đúng vậy, hôm nay tôi thấy mặt anh có vẻ hơi có vấn đề về cái câu giới thiệu của tôi. Nhưng thôi được rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến đây và cùng bàn luận và cùng trả lời câu hỏi của các bạn. Và đến với câu hỏi đầu tiên thì bây giờ tôi sẽ lòng ra một số câu hỏi của các bạn và tôi sẽ lấy điện thoại để đọc. Rất sẵn sàng thôi, ok. Tôi đi du học mấy tháng nay rồi. Câu hỏi đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với một cái gì đó thật là cơ bản, thật là gọi là simple cho các bạn để các bạn có thể là nắm bắt được câu chuyện này một cách đơn giản hơn. Đầu tiên thì tôi xin được đến với câu hỏi của bạn Lưu Đức Tùng. Bạn hỏi ở trên nền tảng của chúng ta là YouTube, bạn hỏi rằng là bạn đang có một con i3-9100F và bạn muốn mua một cái main. Bạn giờ bạn đang phân vân giữa H310 và B365 thì bạn cũng không muốn nâng cấp về sau này đâu, bạn chỉ muốn dùng như thế từ giờ đến hết đời thôi. Và bây giờ thì nếu mà bạn đang phân vân giữa hai con mainboard đó thì anh Đạt sẽ tư vấn cho bạn cái main như thế nào. Theo tôi ý, thì giữa hai cái mainboard mà H310 và cái B365 ấy thì cái nền tảng chipset của nó là con B365 nó sẽ vượt trội hơn khá là nhiều so với cả H310. Chúng ta có cái 4 khe RAM trên B365, okay, so với việc chỉ có 2 khe trên H310 thôi. Và mặc dù là một vài cái mainboard H310 ấy nó lại có cái khe PCI Express dành cho khe SSD NVMe nhưng mà nó chỉ là băng thông SATA hoặc là băng thông NVMe X2 thôi. Mà các bạn chỉ cần lên một chút lên chiếc B365 là các bạn sẽ có băng thông NVMe PCI Express X4 băng thông rất okay, đầy đủ và hoàn toàn các bạn là tận dụng được nhiều thứ hơn, chơi game nó thoải mái hơn, nhiều cổng USB hơn. Và giá của chiếc B365 mà rẻ rẻ bây giờ ấy nó cũng chỉ đắt hơn chiếc H310 khoảng tầm 200-300 nghìn thôi. Nên là mình nghĩ hoàn toàn các bạn nên là nâng cấp lên B365 để có cái trải nghiệm nó lâu dài và nó ổn định hơn. Vậy hả? Bây giờ thì thực ra là B365 và H310 có mức giá chênh lệch nhau chỉ khoảng 200-300 nghìn thôi. Và việc phải đánh đổi giữa một cổng NVMe và một cổng một bên là hoặc là không có hoặc là có những cái hạn chế rất là lớn thì có lẽ là B365 là một cái lựa chọn tốt hơn, đúng không anh Đạt? Đúng rồi, chắc chắn là các bạn hãy chọn B365 để các bạn đủ kinh phí. H310 chỉ khi các bạn là các bạn tiết kiệm quá mức thôi, hoặc là các bạn dùng trong quán net thì H310 vẫn là thoải mái. Nói về quán net thì đó là một cái phạm trù hoàn toàn khác, đúng không ạ? Bởi vì quán net chúng ta chỉ cần chênh lệch nhau khoảng từ 20-30 nghìn thôi, và với nhân với số lượng khoảng 100 máy nó là một con số tiền khoảng cực kỳ lớn rồi. Và đó là tư vấn của anh Đạt cho một cái
lựa chọn cho 9100F đó chính là B365, nó sẽ ổn định hơn, nó sẽ tốt hơn và nó sẽ sử dụng được lâu dài hơn. Và nếu mà nói về cổng NVMe thì cái việc là nâng cấp SSD dạo này đang là một cái xu thế lớn đối với các bạn đúng không ạ? Tại vì là SSD NVMe hay là SSD chạy cổng M2 nó có một cái gì đó nó rất là gọn gàng, và khi các bạn cắm vào các bạn sẽ không có phải cắm thêm dây cũng như là những cái lằng nhằng bên cạnh. Tôi ghét dây lắm. Đúng thế, dây là một cái gì đấy nó rất là lằng ngoằng và bây giờ không phải ai người ta cũng có đủ kiên trì để đi dây đúng không ạ? Và chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo liên quan đến SSD. Bởi vì ở đây có một bạn hỏi rằng là bạn đang có MSI B85E45, con bên này khá cổ, anh Đạt có nhớ là nó ra từ năm nào không? Tôi nhớ khoảng thời gian ngày trước mà hồi mà tôi còn làm thực tập viên, tôi lắp máy cái mainboard này rất là nhiều. Và combo mặc định của nó đó chính là chiếc CPU Xeon và chiếc mainboard B85M E45, combo quốc dân rồi. Nghe đó hình như chúng ta có thể cắm được CPU Xeon lên một mainboard thường đúng không ạ? Đúng rồi, tôi vẫn nhớ ngày đó là cắm thoải mái. Chúng ta hồi đó nếu mà chơi B85 và CPU Xeon, chúng ta sẽ có một cái sức mạnh gần như một chiếc i7. Gần như chiếc i7 nhá, chứ tôi không bảo là nó hoàn toàn là sẽ bằng i7 nhưng mà nó rẻ hơn rất nhiều. Tôi vẫn nhớ hồi đó là ít anh em mua i7 lắm, toàn mua Xeon thôi. Nó rẻ hơn khá là nhiều. Nó thực ra là Xeon ngày xưa nó là dòng Family E3, nó là một cái sự chọn rất là P trên P. Và thời đó người ta luôn luôn người ta sẽ mong muốn là mua được một chiếc B85 và một chiếc Xeon E3. Tuy nhiên thì chúng ta trở lại câu hỏi chính của bạn đi. Bạn hỏi bạn đang có một chiếc mainboard B85, bây giờ bạn muốn nâng cấp lên SSD. Thì theo anh Đạt thì anh Đạt sẽ tư vấn cho bạn là SSD như thế nào. Vì cái nền tảng của B85 thì tôi nhớ là nó khá là cũ. Đúng rồi. Nó chắc chắn là sẽ không có NVMe cho các bạn rồi. Nên các bạn chỉ có thể mua là SSD SATA thôi. Và như với... là cùng SATA 3 đó. SATA 3 nên là... các bạn hãy là mua một SSD SATA 3 mà nếu mà kinh phí các bạn có hạn ấy và nó phù hợp với cái đời máy thì các bạn nên chọn những sản phẩm KingFast, nó khá là rẻ. Nó khoảng tầm 1,1 triệu cho một SSD 240GB. Còn nếu mà các bạn mà gọi là tiền không phải vấn đề ấy, thì lựa chọn các sản phẩm của Samsung như là Samsung 860 EVO, controller của Samsung tự trồng, nó rất là nhanh, rất là bền, rất là khỏe. Nhưng mà mình nghĩ là với cái mức giá mà 1,7 triệu, 1,8 triệu cho một SSD của Samsung thì mình nghĩ là nó hơi vượt quá cái chi phí của toàn bộ hệ thống đấy. Đúng vậy, thế bây giờ anh Đạt nghĩ sao? Bây giờ SSD của Samsung nó đến từ Hàn Quốc mà Hàn Quốc bây giờ đang có một sự gọi là rất là lo ngại khi Hàn Quốc đang là ổ dịch của Covid-19. Tôi nghĩ là con Corona ấy nó chết ở 20 độ C đổ lên rồi. Mà SSD hoạt động cũng nặng phải 450 độ. Yên tâm. 450 độ là cực kỳ cao đấy. Trong máy nó nóng đấy, anh em yên tâm. Bây giờ thực ra Hà Nội bây giờ cũng đang có nền nhiệt lên tới gần 25 độ rồi, cho nên mình nghĩ là bản thân tôi nghĩ là khó có chuyện Corona ở trên hết rồi. Là ăn vào SSD được rất là khó. Đó là tư vấn của Đạt cho cái SSD mà các bạn nên chọn cho chiếc B85 nhỉ? M45. À đúng rồi, B85. Ngày xưa con men đó là bán khá chạy MSI đấy. Đó chính là một chiếc SSD của KingFast hoặc là cao hơn thì các bạn nên mua cho mình chiếc SSD Samsung 860 EVO. Nó sẽ đắt một chút nhưng mà nó sẽ có một thời gian bảo hành 5 năm. Nó có chip nhớ và có controller của nhà Samsung tự trồng, nó sẽ an tâm hơn rất nhiều. Còn không, các bạn sẽ có thể mua cho mình chiếc SSD của KingFast. Chúng ta tiếp tục đến với những câu hỏi tiếp theo. Thì chúng ta sẽ nói về gear một chút đi. Gear bây giờ đang là cái mà anh em cần thiết nhất, bởi vì là bây giờ anh em thường mua máy tính để chơi game. Mà gear không tốt thì chắc chắn là thành tích nó sẽ không tốt rồi. Thì anh Đạt nghĩ nào về gear bây giờ? Nói chung ý, theo ý tôi các bạn mà là gear tốt không thấy các bạn giỏi được. Nhưng các bạn giỏi các bạn phải có gear tốt. Đúng vậy. Nên gear tốt gần như là điều kiện cần để các bạn có được trở thành game thủ chuyên nghiệp. Còn đủ hay không thì do bản thân các bạn thôi. Đúng thế, và gear thường thường thì nó chỉ là một cái công cụ hỗ trợ để cho các bạn có thể thể hiện được khả năng của mình trong game như thế nào, thì đấy là do cái sự tính toán và cái sự phản xạ của các bạn. Và gear nó chỉ là một phần để chúng ta có thể gọi là thể hiện được cái khả năng của mình mà thôi. Hà Nội Computer có combo chuột phím tai nghe giá rẻ để chơi game hay không? Xét về chuột phím tai nghe giá rẻ, chúng tôi Hà Nội Computer có rất là nhiều. Đúng thế, nên nhất là một combo huyền thoại ngày xưa đó chính là bộ Fullen, tức là L411 và L402. L411 và chuột là L102. Đây rất được các game thủ đế chế rất là thích. Anh em thấy ngoài từ game thủ đến cả dân văn phòng, cái combo đấy là combo huyền thoại rồi. Rất là rẻ, chuột khoảng tầm 120.000 và phím khoảng tầm 170.000. Anh em hoàn toàn là chơi thoải mái. Còn nếu mà anh em muốn GoPro chuyên nghiệp thì anh em mới chuyển qua các sản phẩm khác, và cái cơ chẳng hạn, hay là chuột chuyên dụng cho gaming. Còn nếu mà ngon bổ rẻ, cứ combo vẫn full hand mà dùng. Hình như anh Đạt quên mất một chiếc tai nghe, đó chính là chiếc Logitech H111. Có phải là chiếc tai nghe đó là một chiếc tai nghe được gọi là rất nhiều dân văn phòng ưa chuộng không? Tôi cũng thấy đấy là tai nghe, hoặc là đấy là combo quốc dân tính kèm với cái bộ phụ lực kia. Đúng thế. Đấy là combo quốc dân, nên là các bạn mua rồi các bạn cứ nắm cái tên đấy, các bạn mua. Đúng vậy, vì là thực tế thì những cái tên mà anh Đạt vừa nói ra
là những cái tên mà cực kỳ phổ biến, chúng có mức giá rẻ và đặc biệt là chúng gần như là không có gì để học. Chúng cấu tạo quá đơn giản. Thậm chí là đối với một chiếc bàn phím của phương lần lượt 11 thì các bạn có thể có khả năng chống nước. Khi đổ nước vào các bạn chỉ cần đợi nó khô một chút là vẫn có thể hoạt động sử dụng được bình thường. Đó là một điểm cực kỳ mạnh mẽ của chiếc bàn phím giá rẻ này. Hình như anh Đạt ngày xưa là một game thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp đúng không? Nếu tôi nhớ không nhầm. Đúng rồi, ngày trước tôi cũng đánh ở, tôi nhớ là đấu trường Danh Vọng, tôi cũng đánh ở đấy rồi. Và sau một thời gian thì bây giờ tay nghề tôi già lão hóa rồi, nó cũng chậm đi. Nhưng mà tôi vẫn thỉnh thoảng vẫn chơi Liên Minh ở nhà. Và cái combo mà theo tôi các bạn nên dùng ấy, đó chính là cái đầu tiên, đó chính là chuột Logitech G102. Ôi con này đấy, chuẩn quá rồi, chuẩn quá rồi, nó quá quốc dân rồi. Anh em chưa đến 400 nghìn. Và anh em nào mà căn được cái giờ vàng Hà Nội Computer nó còn rẻ hơn. Giờ vàng Hà Nội Computer á? Ngày trước mình nhớ là giờ vàng em mua chỉ có 99.000 một con chuột thôi. Anh nói giờ tôi mới nhớ. Đấy, và tiếp theo đó chính là bàn phím là Fulon G500S. Đúng vậy. Mà tiếp theo đó chính là tai nghe Siberia K10. Và tổng thiệt hại nó rơi khoảng tầm 1,5 triệu thôi. Và anh em có cái trải nghiệm game 1,5 triệu. Trải nghiệm game thủ rất là ngon và anh em hoàn toàn có thể leo thách đấu bằng cái đấy. 1,5 triệu cho một combo bàn phím chuột tai nghe để có thể là lên rank LOL hoặc là đánh CSGO. À, ngày xưa anh Đạt có đánh CSGO không? Tôi không phù hợp với game CSGO lắm. Bản thân bây giờ tôi cũng đi thử PUBG hay là Apex mà tôi chơi cũng chỉ là cảm giác là người đi ship đồ thôi. Hình như là hôm nọ tôi cảm thấy là anh ngồi chơi một lúc mà mặt anh kiểu như là bị kiểu như là sắp sửa tuổi già yếu rồi. Đúng thế, trắng mặt đúng không ạ? Thức đêm là phải học các thứ để làm giáo sư tiến sĩ nhưng bây giờ chơi game nó hơi bị khó. Thật là quá gọi là sức nặng của tuổi già đã đè đè nặng em vai anh Đạt rồi. Bây giờ anh không còn phong độ ngày xưa nữa. Thật đáng tiếc. Và đó chính là bộ gaming gear mà anh Đạt vừa giới thiệu đến các bạn. Đó, mình xin nhắc lại một chút, đó là chính là chiếc chuột là G102 của Logitech, bàn phím là Fulon G500S và chiếc tai nghe là chiếc Siberia K10. Tất cả những sản phẩm này các bạn có thể đến với Hà Nội Router và thử trước khi mua và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về những tư vấn của anh Đạt. Và đến câu hỏi cuối cùng thì đến từ một bạn cũng đam mê game nhưng mà game của bạn chơi hơi gọi là cao rùa một chút. Đó chính là game Minecraft, nếu tôi nhớ không nhầm. Bây giờ tôi sẽ mở máy ra để tôi đọc câu hỏi của bạn ý. Câu hỏi của bạn Noob MC tức là MC kiểu như hơi gà ấy, giống tôi thôi. Tôi khá là gà, tôi chơi game gì tôi cũng chỉ chơi lướt phớt rồi cái gì tôi chỉ gọi là biết một chút chứ không phải là cái gì nó không có gọi là giỏi. Tôi không giỏi chơi game nhá. Bạn hỏi ý là bạn đang muốn mua một chiếc máy để có thể gọi là livestream được game Minecraft và có thể là sử dụng phần mềm OBS này và có thể là mix một chút nhạc để các bạn đăng lên YouTube một tí. Thì không biết là Hà Nội Router có một bộ máy nào để có thể đáp ứng được cái nhu cầu đó hay không? Thì anh Đạt có thể cho bạn ý kiến được không? À, với cái tìm hiểu của tôi về các cái hệ máy cho livestream ấy, okay. Thì các bạn nên tối thiểu cho mình đó chính là một chiếc Core i5 9400F, CPU quốc dân, biết cho là ai cũng biết. Đúng vậy. Nên là 16GB, thì các bạn mua 8GB nên là 16GB để các bạn livestream một thứ nó mượt mà. Ngày xưa tôi với anh làm chương trình livestream cuối tuần cũng là một cấu hình là Core i5 9400F đúng không ạ? Và RAM chúng ta là 16GB. Và khi chúng ta live thời đó thì anh cảm giác như thế nào về cái hiệu năng của combo này? Tôi cảm thấy nói chung là khá là ổn nếu mà các bạn dùng cho các tựa game nhẹ. À. Như là Minecraft hoặc Liên Minh Huyền Thoại các bạn hoàn toàn có thể livestream ổn thỏa được. Và cái hiện tại ở Hà Nội Computer tôi nhớ là đang có một cái bộ máy sử dụng combo đấy. Đó chính là bộ máy Falcon 02. Falcon 002, đúng không? Đúng rồi. Bộ máy này thì tôi nhớ không nhầm nó chỉ có 8GB thôi và nó chưa có cả cứng cơ. Để dành cho tối ưu thì các bạn nên lên là 16GB, đúng thêm rồi. Một thay RAM nữa như tôi đã nói. Thì lên SSD thì giống như tư vấn trước đúng không ạ? Đúng rồi, chúng ta có thể mua KingFast 240GB rất là rẻ. Rất là rẻ. 512GB bây giờ cũng chỉ là có 2 triệu thôi. Đúng vậy, 512GB mà 2 triệu đúng không ạ? 512GB 2 triệu, ok. Một dung lượng cực lớn và mức giá gọi là nếu mà so với cái đây khoảng cái thời mà tôi vẫn còn đi mua máy tính thì chắc đó là một cái gì không tưởng là, không tưởng nó trong tôi mơ nhớ lần trước tôi mua là phải hơn 5 triệu cơ, nó gọi là trong mơ luôn rồi đúng không ạ. Và đối với game Minecraft thì theo cái tìm hiểu nghiên cứu của tôi thì cái game này nó càng nhiều RAM càng tốt và khi càng nhiều RAM các bạn có thể lốt cái gọi là cái thế giới nó càng thế nhanh giới hơn càng nhanh hơn mà trong cái game đó thì nó chỉ là game 8 bit thôi đúng không ạ, nhưng mà cái việc các bạn càng ngày càng mở rộng cái thế giới của mình ra, càng xây nhiều những cái gọi công trình hơn thì RAM càng nhiều thì nó là càng lợi thế cho các bạn. RAM không bao giờ là đủ cả. Đúng vậy, thì đối với Falcon 002 thì các bạn hoàn toàn có thể lên website của Router để có thể tham khảo cấu hình của nó. Và như anh Đạt tư vấn là anh Đạt bảo các bạn mua thêm gì nhỉ? Mua thêm RAM. Và thêm RAM nữa và một cái ổ cứng nữa. Ừ, một cái ổ hoàn toàn nữa có thể mua ổ cứng KingFast 512 thì có 2 triệu. Vâng, thì cái bộ máy đó thì nó còn được tặng gì cả anh Đạt?
nếu mà mua ở Hà Nội Winter. Đó là tôi nhớ không nhầm thì hình như đó là một bộ gaming gear phải không nhỉ? À tôi nhớ rồi. À, cái bộ Falcon 002 đấy được tặng một bộ gaming gear của Daewoo. Và các bạn hoàn toàn có thể là trải nghiệm những cái bộ gaming gear nó như thế nào trước khi các bạn có thể đổi lên những sản phẩm cao hơn để có trải nghiệm nó tốt hơn. Và tôi nghĩ với bộ của Daewoo thì các bạn có thể quẩy nát thế giới ảo rồi. Thực ra nếu bây giờ chơi kiểu như LOL Chess hay là Dota 2 Unlock thì những cái bộ như thế thì gọi là quá thừa cho các bạn luôn. Còn trừ khi các bạn chơi PUBG hoặc CSGO thì nó mới có cần những cái bộ cao cấp hơn. Và tuy nhiên thì đó vẫn là một cái trải nghiệm ban đầu này cho các bạn, để các bạn hiểu gaming gear nó là như thế nào. Đúng rồi. Và các bạn muốn nâng cấp thì bạn có được những cái trải nghiệm trước luôn luôn sẽ là tốt hơn. Và đó là những câu hỏi của ngày hôm nay, và thời lượng chương trình chúng ta đến bây giờ thì cũng đã hết. Rất cảm ơn anh Đạt đã đến với chúng tôi tại chương trình ở cuối tuần đầu tiên này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đến với các bạn trong buổi livestream, buổi nói chuyện tuần sau. Tức là khi chúng tôi có được những hỏi từ chính các bạn, chúng tôi sẽ tổng hợp lại và chúng tôi sẽ cùng trả lời trong một buổi giống như thế này. Và bây giờ thì các bạn hoàn toàn có thể là kéo xuống phần miêu tả của video để có thể xem những cái link sản phẩm cũng như là cái timeline của chương trình này. Và khi các bạn muốn skip đến câu hỏi nào thì các bạn hoàn toàn có thể bấm vào cái timeline đó. Và các bạn nhớ đặt câu hỏi ở phần comment nhé. Và tuần sau chúng tôi quay trở lại để trả lời cho các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong số giải ngôn cuối tuần sau.